Bán hàng thì không tránh khỏi những cái đánh giá nó tiêu cực, thì có người hợp, có người không hợp, có người làm được, có người chưa làm được. Thì trước khi mà mình bán trên TikTok ấy, thì mình cũng có bán trên rất là nhiều những cái nền tảng khác rồi. Đấy, thì ở đây là những cái đánh giá tiêu cực, thì như em đã biết, khi mà người ta mua hàng ấy, thường thường những cái đánh giá 5 sao ấy, thì người ta lại không để ý nhiều. Nhưng mà chỉ cần một hai cái đánh giá tiêu cực thôi thì nó cũng ảnh hưởng đến rất là nhiều những người mua cũng như là người bán, đúng không? Thì ở đây là có cái trong shop của mình thì có hai cái đánh giá 1 sao. Thì cái đánh giá 1 sao ở bên dưới ấy là bạn ấy làm chưa tốt, chưa ok, đúng không? Mình có hướng dẫn lại cho bạn ấy cho chi tiết, và cuối cùng là bạn ấy cũng đã làm rất là ok, đúng không? Bạn ấy cần bảo là chấm 10 điểm này nọ nữa. Nhưng mà anh em phải hiểu, khi mà mình đã đánh giá 1 sao rồi hay là bao nhiêu sao chăng nữa thì mình cũng không thể nào mình sửa được. Đấy, chính vì thế mà mình chỉ có thể là viết bù ở bên dưới này thôi. Đấy, còn cái bạn ở bên trên ý, này là bạn ấy cũng có đặt một cái combo. Nhưng mà anh em biết đấy, một ngày thì mình gói rất là nhiều những cái đơn hàng cho anh em gửi đi toàn quốc, cũng như là gửi đi cả cho những cái bạn ở bên Nhật, bên Hàn cơ, các bạn cũng sử dụng những cái sản phẩm của mình. Đấy thì có những cái sai sót, đôi khi nó có sẽ có những cái sai sót đấy, thì ví dụ như là gói thiếu hàng cho anh em ấy, thì anh em cứ liên hệ với mình. Rồi mình sẽ cho như cái đơn của bạn đấy, thì mình cũng báo với nhân viên là từ hôm qua giờ là liên hệ với bạn đấy để mà bù trừ cho bạn đấy nếu như thiếu những cái gì. Đấy, nhưng mà chưa thấy bạn ấy nhắn tin lại. Đấy thì bất cứ một thiếu sót gì ở bên mình ấy, thì nó không thể nào nó tránh khỏi đâu. Đôi khi nó có những cái thiếu sót thì anh em cứ liên hệ với bên mình sẽ hỗ trợ cũng như là hoàn toàn bù trừ hay là gửi đi đồ, gửi hàng cho anh em cho nó đầy đủ nhá. Thì anh em không nên đánh giá vội. Còn ngoài ra thì có rất là nhiều những cái đánh giá 5 sao rất là tích cực. Những cái bạn mà đã nhìn, đã xem mình lâu hoặc là đã hiểu cái vấn đề thì các bạn ấy làm rất là tốt và làm rất là cẩn thận, làm rất là ok, đúng không? Rất là nhiều bạn làm đây này, đánh giá 5 sao, làm sử dụng rất là ok, thuốc không có vấn đề gì cả. Thì như anh em đã biết, mình bán rất là nhiều nền tảng và mình bán 5-6 nghìn đơn hàng, hơn nhiều, rất 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 nhiều rồi. Chính vì thế mà nếu như mình những cái sản phẩm của mình ấy, nó có cái vấn đề gì nhiều, đúng không, hay là nó hàng giả hay là nó hàng thật sự cũng tốt hay như nào ấy, thì làm sao mà mình có thể bán được nhiều như thế, đúng không? Thì mình cũng nói luôn, nếu như mà mình không hỗ trợ kỹ thuật để cho anh em để cho nó tốt ý, thì không ai có thể hỗ trợ được cho anh em tốt hơn đâu. Chính vì thế mà anh em khi mua sản phẩm ở bên mình ý, thì nếu như trong trường hợp mà anh em làm chưa ok là cái thứ nhất, cái thứ hai là anh em chưa biết cách làm, cái thứ hai và nó thiếu sót bất cứ một cái gì đấy, thì anh em vui lòng liên hệ với mình sẽ trực tiếp, bản thân mình trực tiếp nhé, mình sẽ hỗ trợ cho anh em đến khi nào anh em làm nó đẹp thì thôi. Còn cái cốt lõi là mình chia sẻ cũng như mình làm những cái video này về cái vấn đề tóc tai của anh em ấy, là quan trọng nó là có một cái sự kết nối. Nó không chỉ đơn thuần là một người bán hàng với một người mua hàng, mà nó như kiểu là anh em vậy, nó như kiểu là những cái người bạn bè có thể chia sẻ, có thể giúp nhau giải quyết những cái vấn đề tóc tai để làm sao cho nó đẹp lên. Rồi đấy thì mình ở trong nghề thì mình có thể là giúp đỡ cũng như là có thể chia sẻ cho anh em để cho anh em làm được những cái tóc của anh em nó ok nhất và anh em tự tin nhất. Anh em hẹn gặp lại anh em ở những video sau.